Apple thừa nhận lỗi động trời trên iPhone 7 và 7 Plus. Rò rỉ những hãng đầu tiên của C Phone, Galaxy Note 9 xuất hiện trên Geekbench. ZTE mong được Mỹ giảm án. Ta-da! Các bạn thấy gì? Lạ không? Và đây vẫn là bản tin 2 News ngày 8 tháng 5. Sau khi chúng ta có bản cập nhật là iOS 11.3 trên các đời iPhone mới thì mới đây nhà táo đã bắt đầu thừa nhận lỗi trên bộ đôi là iPhone 7, iPhone 7 Plus khi mà hai chiếc smartphone này đang ở trạng thái là iOS 11.3. Cụ thể là lỗi đã bị vô hiệu hóa micro trong khi mà sử dụng điện thoại di động hoặc là chúng ta sử dụng các cái thiết bị khác có liên quan tới micro. Trong một tài liệu gửi nội bộ tới các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple tuần này, thì công ty cho biết những khách hàng bị ảnh hưởng trong sự cố này có thể thấy nút biểu tượng loa có màu xám trong khi gọi điện. Sự cố này cũng sẽ khiến họ không thể nghe được phía bên kia trong khi thực hiện các cuộc gọi điện thoại hay chat video trong FaceTime. Các nhà cung cấp dịch vụ của Apple được hướng dẫn trước hết nên yêu cầu khách hàng ngắt kết nối hoặc tắt các tai nghe có kết nối Bluetooth và các phụ kiện âm thanh khác đang kết nối với điện thoại iPhone để xem vấn đề có được khắc phục không. Thế không biết là ở đây có ai đã bị cái trường hợp này hay chưa? Nếu mà các bạn bị thì có thể là hãy dùng những cái tip nhỏ mà Apple đã nêu ra để xem là có khắc phục được không nhé. Chắc chắn một điều là các bạn đang xem hai news của Diễm là một người thật sự là đam mê công nghệ và rất là cập nhật những cái tin tức nóng nhất. Đặc biệt là chúng ta phải quan tâm đến công nghệ của nước nhà. Vì mới đây thôi thì đã có một số hình ảnh rò rỉ về chiếc C Phone thuộc tập đoàn C Group. Nếu như sau B Phone là một chiếc smartphone thuộc Make in Việt Nam làm thì C Phone sẽ là một chiếc thứ hai. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái video về concept được rò rỉ là thôi. Và các bạn hãy xem concept này cùng với Diễm để xem là chúng ta có suy nghĩ gì nhé. Chiếu. Sau khi xem video này xong thì các bạn có suy nghĩ gì? Hãy lại comment cho Diễm viết với nhé. Sau một vài thông tin rò rỉ thì giờ đây, chiếc Samsung Galaxy Note 9 đã bắt đầu xuất hiện trên trang web chấm điểm là Geekbench và cùng với đó thì chúng ta đã hé lộ một số thông tin về thông số kỹ thuật của máy. Cụ thể, tên mã Galaxy Note 9 được hiển thị trên Geekbench là SMN960S cùng dung lượng RAM khủng lên tới 8GB, chip 8 nhân Exynos 9815 và chạy Android 8.1.0 Oreo. Exynos 9815 là dòng chip hàng đầu của Samsung, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới. Và đây là phiên bản kế nhiệm của Exynos 9810 được trang bị trên Galaxy S9 và S9 Plus. Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ về vụ lùm xùm giữa ZTE và Mỹ. Thì ZTE đã bị Mỹ cấm vận lên tới 7 năm đến năm 2025. Thì mới đây thì công ty Trung Quốc thì đang thực hiện những cái yêu cầu từ Bộ Thương mại Mỹ đưa ra. Đồng thời theo đó thì họ cũng mong là Tổng thống Trump có thể suy xét và giảm án nhẹ lại cho ZTE. Theo Reuters, hôm ngày 6 tháng 5 thì ZTE vừa nộp một hồ sơ chứa thông tin bổ sung lên Cục Công nghiệp và An ninh BIS của Bộ Thương mại Mỹ. Dù không đề cập chi tiết thì công ty viễn thông và thiết bị di động Trung Quốc cho biết các tài liệu đã được cung cấp đầy đủ theo yêu cầu. Bên cạnh đó thì công ty này cũng nhấn mạnh lại quan điểm của mình trước đó khi cho rằng lệnh cấm là không thể chấp nhận và nó khiến sự tồn tại của ZTE bị đe dọa. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực phản kháng lại lệnh cấm bán linh kiện cho ZTE trong vòng 7 năm đến năm 2025 của Bộ Thương mại Mỹ. Do doanh nghiệp này đã vi phạm thỏa thuận và vận chuyển trái phép linh kiện điện thoại từ Mỹ tới Iran vào năm 2017. Và tuần trước thì các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã tổ chức một buổi đàm phán thương mại với đối tác của Mỹ tại Bắc Kinh, chủ yếu đề cập đến vấn đề của ZTE. Trong cuộc họp lần này thì việc xem xét giảm nhẹ, thậm chí là sửa đổi lệnh cấm được nêu ra nhưng vẫn chưa rõ kết quả cuối cùng. Vậy nếu các bạn là Tổng thống Trung thì các bạn có xem xét cũng như là giảm án nhẹ lại cho ZTE hay không? Hãy comment dưới video này nhé. Và đó cũng là tất cả những tin 2 News ngày hôm nay mà Diễm mới gửi đến các bạn. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn nút subscribe, like, share để ủng hộ cho tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.